Anh cho em hỏi là gia đình em có người nợ xấu mà giờ em muốn mua một món đồ trả góp có được không anh? Thật sự mọi người, nhiều khi cũng cũng tội nghiệp cho những cái người mà không có liên quan, cũng là gia đình thôi, không phải là không liên quan, nhưng mà lấy là kiểu giống như là mình không có làm gì hết nhưng mà mình cũng bị ảnh hưởng. Thật sự thì mình nghĩ đi, mình cũng nghĩ lại á, là ai á, ai làm sai hay là ai có nợ xấu hay là như thế nào đó thì người đó phải chịu trách nhiệm, đúng không mọi người? Tại sao phải để cho liên lụy tới gia đình, tới người thân? Thật sự cũng tội nghiệp. Mà nếu mà mình muốn đi ấy, đi vay tiếp á, thứ nhất mình muốn cho cái hồ sơ của mình an toàn thì mình nên khuyên những cái người đó là thôi đi, trả đi, trả cho hết đi để mà sau này còn làm lại, để xóa cái nợ xấu đi thì còn cũng đỡ. Còn mình thật sự ngày xưa mà có sử dụng hộ khẩu á mọi người, hộ khẩu thì trong hộ khẩu thì nó sẽ thể hiện được cái nhân khẩu ai ở trong đó, thì lúc mà mình tra cái số hộ khẩu thì nó cũng ra được những người ở trong đó, thì ngân hàng cũng có quyền là cho vay hoặc là không cho vay, thì nó sẽ thấy những cái nhân khẩu nợ xấu thì nó sẽ cũng hạn chế bớt bớt hồ sơ duyệt, nó bớt rủi ro đi. Tại vì nói thật á, thì bên ngân hàng của mọi người thì người ta thấy anh nó nợ xấu thì có đi, nó có thể nó cũng nợ xấu ví dụ vậy, hoặc là thì người ta mặc dù là mình là không nợ xấu, hoặc là ba mẹ nó nợ xấu rồi không biết nó có đóng không đó, người ta cũng có cái suy nghĩ của người ta, thì người ta cũng có quyền quyết định cho hay là không cho đối với cái hồ sơ của mình đó. Mà đối với Ngọc á, nếu mà tra cứu được cái thông tin mà người thân trong gia đình nợ xấu là chỉ có sổ hộ khẩu thôi, còn mình cứ đi vay thử, tại vì nếu mà nó không tra ra được thì mình cũng có thể làm được bình thường, giống như là cái lúc mà cái người nợ xấu họ không để mình là người thân tham chiếu thì cũng người ta cũng khó có thể tra ra mình là có mối quan hệ gì đó với cái người đó, thì nó cũng khó. Thì á, mọi người muốn chắc ăn hoặc là muốn biết là mình có vay được hay không á, mọi người cứ đi ra mua đồ trả góp thử nha, mình cứ thử đi, ai cũng sẽ hỗ trợ cho mình, nhân viên rất là nhiệt tình chứ không có sao hết. Thì nếu mà mình ra mình mua được thì coi như là mình cũng có cơ hội, thì sau này mình tốt hơn, mình đóng tốt hơn, mình rút kinh nghiệm từ những người trong gia đình của mình bị nợ xấu. Cảm ơn bạn.